Dạ. Yeah. Trời. Thưa quý khán giả, dạch dấu mất. Tập trung đi, tập trung chuyên môn đi. À, nó xác định cái, nó cảm ứng cái hơi thở ở đâu. Di chuyển. À, nó lấy cận cái mỏ nhiều nhất. Hay ta, máy này hay quá ta. Em để mi thấp đấy đi. Để hả? Ừ, cứ để thấp đi, anh đâu có thấy tay em đâu. Rồi. Rồi chưa? Rồi, vô. Thưa bà con và quý khán giả, trong vụ lúa thì các bệnh do vi khuẩn. Anh nhìn máy. Để zoom ra kịp. Tấn công trên lá. Được chưa? Đây. Nhắn. Gán tí đi em. Thưa bà con và quý khán giả, trong vụ lúa thì các bệnh do vi khuẩn tấn công đầu vụ ở trên lá. Những cái kinh nghiệm phòng bệnh của anh cùng với những chia sẻ của nhà nông Phạm Văn Minh sẽ được chúng tôi chuyển đến các diễn giả của chương trình Nhịp cầu nhà nông phân tích rõ hơn.